Chúng ta có mặt ở trên đời, chúng ta sinh ra ở trên đời. Bệnh hoạn là một thực tế khách quan không thể chối bỏ. Già nua là một thực tế khách quan không thể phủ nhận. Một chiếc xe 2 năm, 5 năm, 10 năm thì cũng phải hư, rồi cũng phải đi sửa. Cái nhà 3 năm, 7 năm rồi cũng cũ kỹ, rồi cũng quét vôi lại, rồi cũng lợp mái lại. Những cái vật dụng ở trong nhà mình đến một lúc cũng phải sửa, rồi cũng phải tu bổ. Đến lúc nào đó mà sửa không được nữa, tu bổ không được nữa thì thôi. Thì lễ sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta hiểu được sự vật luôn luôn trôi chảy, hay nói một cách khác hơn, đó là vô thường. Chúng ta hiểu rõ tất cả các pháp vốn tự tính của nó là rỗng không. Hiểu được như vậy và sống được như vậy thì ta thảnh thơi với không gian, với thời gian, với tuần hoàn của vũ trụ. Thiên nhiên thì xuân hạ thu đông, vạn vật thì sinh trụ dị diệt, và sự sống của chúng ta cũng thế. Nhưng không phải ai cũng hiểu, không phải ai cũng ngộ. Biết là thế đó, lễ sống là thế đó, nhưng để sống với chân lý, sống với những cái quy luật tồn tại khách quan và thuận theo nó thì khó lắm, khó lắm. Những cái gì mà thuận theo mình thì mình hoan hỷ, mình vui, phải không? Những cái gì mà không thuận với mình thì sao? Nhẹ nhẹ là mình cảm thấy nó có một cái gì đó nó bất như ý. Nặng nặng lên một chút, thấy có cái gì đó nó bị trầm uất. Nặng lên một chút nữa, bức xúc. Nặng lên một chút nữa, sân giận. Nặng lên một chút nữa, sang tay lên. Có nghĩa là luôn luôn phản ứng với những cái khó chịu đến với mình. Cái trạng thái tâm đó gọi là gì quý vị? Sân giận. Sân giận. Sân là một trong ba cái độc tố giết chết hạnh phúc, giết chết bình an và giết chết lễ vui sống của con người. Ba độc tố đó là gì? Thứ nhất là tham, thứ hai là sân, và thứ ba là si. Quý vị giỏi quá, thuộc bài rồi. Thế thì tham là gì? Tham là gì? Ai có thể nói mạnh dạn đứng lên nói giùm, tham là gì? Là gì ạ? Tham là muốn đem những cái đó về với mình, phải không? Mình muốn cái gì đó là mình muốn chiếm hữu, mình muốn chiếm đoạt, mình muốn nó phải là sở hữu của mình bằng cách này, bằng cách khác, phải không? Sân là gì? Là một trạng thái nóng nảy, bực bội, tức tối. Và si là gì? Là mê muội, là thiếu trí tuệ. Đó là những độc tố giết hại lễ sống của chúng ta. Mà cuộc sống con người buồn cười lắm, mất đi một chút cũng không phải vì vậy mà nghèo, được đi một chút cũng không phải vì thế mà giàu. Nhưng mà
cái tâm lý của người ta muốn được một chút cũng được, một chút cũng được. Cũng phải có cái được ở trong đó. Nhỏ nhỏ như là một cốc nước rót, phải cho nó nhiều một chút. Chỉ cần hai người đứng trước một cái quầy, cái cô thứ nhất, cái ly nước mía nó đầy lên, cái ly đến phiên cái ly mình, nó thấp xuống một chút, dù không nói ra nhưng mà cũng thấy buồn buồn rồi. Có nghĩa là mình muốn thể hiện cho cô chủ biết là tại sao mình ít không nói ra nhưng mà cứ nhìn cái ly kia, để có cái phép so sánh là ủa cái ly này nó nhiều hơn tôi, cái ly này sao tôi ít quá vậy. Có phải vậy không? Không nói, nói thì xấu hổ, không lẽ nào có chút xíu vậy. Nhưng mà nó cũng buồn buồn, nó cũng có một chút gì đó. Nhưng mà nhỉnh hơn một chút á, mỉm mỉm cười ở trong ruột, ta hơn được cái cô đó, ta được cô chủ ưu ái. Hay là ít ra nữa thì ồ mình may mắn, ồ mình chắc nhờ mình làm nhiều cái phước duyên, cho nên cũng là 5 đồng, nhưng mà 5 đồng kia nó có chút xíu, 5 đồng này nó được nhiều. Tự nhiên mình thích lên, mình khởi cái tham lên, dù là một chút xíu thôi. Quý Phật tử hiểu là thường tham là phải lấy cái này, lấy cái này, lấy cái này. Cái đó nó thuộc về cái phần thô rồi. Còn những cái phần vi tế là nó ở trong mỗi chúng ta. Chỉ cần khởi cái tâm muốn cái đó thôi, tức là tham rồi. Khởi tâm phải mà ta lấy cho được cái đó, khởi tâm thôi, thì cái lòng tham nó đã khởi lên rồi. Cái nhỏ nhỏ thì ta ham muốn cái nhỏ nhỏ, cái lớn lớn ta ham muốn cái lớn lớn. Và dường như cái lòng người nó không có cái đáy, cho nên thì có một thì muốn hai, mà có hai thì muốn bốn. Con người ta hầu như là không có muốn dừng. Người ta quên rằng chính cái ham nhiều, chính cái muốn nhiều, cái đó khổ nhiều. Hồi nãy nghe tôi ví dụ về cái ly nước, tự nhiên mình có ly nước đầy quá, tôi uống bớt cho nó vơi, cho để nó tràn. Tôi nhớ mấy chục năm trước, khi còn ở một cái làng quê, cái thủa đó nghèo khó lắm. Thấy có một cái cô đi bán gạo. Chắc là quý vị còn hình dung, hồi đó là đi bán gạo là cứ bê một cái thúng, bê thúng rồi đi rạo, đi dạo ở trong xóm, trong làng, ai mua thì bán cái thúng gạo. Và cái lon đông gạo, quý vị còn nhớ không? Cái lon sữa bò, cái lon sữa bò. Thế thì cứ rạo, ai mua gạo không? Thì trong cái xóm chùa thì có một cái chị bê một cái thúng để đi bán gạo, rồi có một cái chị ra mua gạo. Cái nhà nó hồi nó cũng gần ở chùa, tôi đứng nhìn. Tức là hai người thỏa thuận, thứ nhất là giá cả, rồi thứ hai là cái cách đông gạo. Sau khi mà thỏa thuận được là mấy đồng một lon gạo rồi đó, rồi bây giờ lần đầu thỏa thuận tới cái cách đông gạo. Cái cô mua cô nói bây giờ người mua đông hay người bán đông? Thì chị kia chị nói là thường là tôi bán thì tôi đông. Cái cô kia cô nói không, người mua phải đông chứ. Thì cô này cô nói thôi được, chị cứ đông đi. Thế là cái cô kia cổ đông á, để quý vị biết là cái lon gạo thì nó như thế này, nhưng mà cô cầm cái tay của nó lên trên đây nè, để cô hứng gạo cho nó nhiều á. Cô cầm cái tay rồi cái hứng gạo, cô bán cô nói không được, chị phải tuột cái tay chị xuống chứ, chị để cái tay chị nó cao quá gạo tôi lỗ. Chị nói thì ủa
chứ giờ không, tôi không có tay làm sao tôi lấy cái đông, tôi cầm cái loan. Thì cái chị bán chị nói, chị cầm sao cũng được, nhưng mà chị đừng có cầm cao lên vậy, chị cầm cao để chị hứng lấy gạo của tôi. Cái chị kia cho nói, rồi nhớ nha, tôi không cầm kiểu này. Thế là chị cầm cái kiểu này, cái kiểu này, nhưng mà trong lòng tay của chị là thêm một mớ gạo nằm dưới này nè. Cái chị bán cho nói, không được, chị cầm như vậy là nó hứng nguyên cả một cái vốc gạo, không được. Cãi qua cãi lại, sao hất cái thung gạo người qua tiếng lại. Tức là bắt đầu từ một cái mua bán gạo, rồi cái cách đông gạo, cãi qua cãi lại sau đó mà cỡ như là rồi chửi, rồi lớn tiếng, rồi săn tay săn chân với nhau. Mà quý vị biết mấy mươi năm trước á, giữa cái người mua gạo với cái người bán gạo đâu có xa lạ đâu. Thực ra thì cũng sớm này sớm kia với nhau thôi. Câu chuyện rất nhỏ để cho chúng ta thấy vài hạt gạo nó nằm ở trên vóc tay, vài hạt gạo nó nằm ở dưới lòng bàn tay, rồi cù cưa qua lại. Một câu chuyện để chúng ta thấy nhỏ thì nó có những cái kích hoạt cái lòng tham của nhỏ, và lớn nó có những cái kích hoạt cái lòng tham của lớn. Thêm một nắm gạo nữa cũng không phải vì vậy mà giàu, hay là bớt đi một chút cũng không phải vì là nghèo, nhưng mà cái lòng muốn của con người ta, tâm lý khi mà người ta muốn một cái gì đó người ta cho là được, nhưng mà trong cái được đó nó có những cái mất rất lớn, cái mất rất nhiều. Mất cái gì quý vị? Mất nghĩa tình, mất mối quan hệ. Lẽ nào con đường đó ta đi rồi không bao giờ ta trở lại nữa? Lẽ nào con người đó ta không bao giờ gặp nhau nữa? Và nếu gặp nhau thì ta sẽ trò chuyện thế nào đây? Ta nói thế nào đây? Có phải ta thăm viếng nhau rồi ta trò chuyện với nhau để rồi một cái nghĩa tình nó rất là lớn, cái nghĩa tình nó rất đẹp phải không? Cho nên khi mà mình muốn về mình thì nghĩa tình nó sẽ chạy hết, nó sẽ mất hết. Còn sống nghĩa tình vì người đó thì cái được đôi khi nó nhiều hơn. Và khi mà sống nghĩa tình, sống chia sẻ với nhau, cái nhà bên kia có trái vú sữa qua tặng mình trái vú sữa, có nửa trái mít qua tặng mình nửa trái mít, có phải nó ấm cúng không? Có phải nó nghĩa tình hay không? Cho nên chúng ta thấy sống là biết chia sẻ, sống là biết cởi mở nhau, cái nghĩa tình nó rất là đẹp. Nhưng câu chuyện thứ nhất để chúng ta thấy khi mà tham không được thì điều gì khởi lên quý vị? Sân. Tham không được thì sân khởi lên. Chúng ta thường chia sẻ tham là một phạm trù và sân là một phạm trù, nhưng thực ra sân chính là mặt trái của tham. Tham không được, sân khởi lên. Tham không được, tiếng lớn tiếng nhỏ trỗi lên. Mà đừng có nói chi cái đồng tiền bát gạo, ngay như người Phật tử của chúng ta, cái này tôi nói vui thôi, nhưng mà đôi khi cũng thật. Khi mà đi chùa, tức là mình phải muốn làm sao mình ngồi ngay giữa chánh điện để Đức Phật thấy mình, phải không? Để khuất khuất bên Phật không thấy, nó bị vướng cái hoa, nó bị vướng cái đèn, nó bị vướng cái gì đó, cho nên phải ngồi trước Đức Phật để Đức Phật nhìn thấy mình và mình nhìn thấy Đức Phật. Nhưng rồi chẳng may có một cái chị nào đó cao to dình dàng mà ngồi ngay trước mặt mình, điều gì xảy ra? Cái muốn của mình là muốn để Phật thấy, mà giờ muốn không được thì chuyện gì? Sân khởi lên. Nhẹ nhẹ là bức xúc ở trong lòng, nặng lên chút nói xa nói gần, nặng chút nữa nói thẳng luôn,
nặng chút nữa đẩy cái lưng người kia đi luôn. Mắt bà đuôi rồi hả? Bà không thấy tôi ngồi đây hả? Ngay khi ngồi ở trong chùa, chúng ta vẫn có những cái khởi điều đó lên. Cho nên cái này thầy nói vậy, nhưng đó là những cái phép tu cho mình đó. Đó là những phép tu của mình. Cuộc sống ở đâu cũng vậy. Tham và sân luôn luôn có mặt với chúng ta và luôn luôn ở trong mỗi chúng ta. Mà quý vị biết, tham là sự ham muốn, là sự cầu cạnh và sự chiếm hữu, sự định đoạt. Sân là những cái bất như ý, những cái nóng nảy, những cái bực bội, những cái tức tối nó khởi lên trong mình. Ở ngoài đường thì có những cái tức tối ngoài đường, ở trong nhà có tức tối ở trong nhà, mà ở trong công ty nó cũng có những cái bực bội tức tối ở trong công ty. Có một chàng thanh niên, tôi mới vừa đọc báo, quen với một cái với một người phụ nữ ở trên mạng, quen một người phụ nữ trên mạng, quen một thời gian, rồi hỏi tên, rồi hỏi nghề nghiệp, rồi hỏi tuổi tác, thông qua mạng để nói chuyện thôi. Nhưng mà anh này, anh nhìn cái hình anh ấy, ủa cô này sao cổ già dữ vậy, mà cô nói tuổi cổ nhỏ xíu ra. Thì khi mà hỏi cái cô đó đó, thì cô nói là tại vì cô bị đau tim. Thì anh chàng này anh tra lên trên cái mạng về vấn đề sức khỏe, thì đúng là người ta cũng nói những người bị đau tim, những người bị ép tim thì nó già trước tuổi. Nên rồi ảnh cũng tin tưởng, rồi sau đó rồi gặp gỡ, rồi tiếp xúc, rồi làm quen với nhau, làm quen với nhau, rồi thậm chí là chung sống với nhau nữa. Nhưng mà được thời gian thì cái tuổi của cô này bị lộ, cô lớn hơn cậu thanh niên kia 14 tuổi. Anh này anh dậy nãy anh không chịu nữa. Nhưng mà anh không chịu thì cô này cứ đeo bám. Có một tình tiết là anh này đã có gia đình. Anh này đã có gia đình. Thế là cái cô này, cô nhắn tin, rồi cô gửi hình, gửi ảnh, gửi này về cho phía gia đình. Anh này anh bực quá, anh tới nhà, anh gặng hỏi. Anh nói tôi đã nói là chấm dứt là chấm dứt, tại vì cô nói không thật với tôi, cù cưa qua lại. Anh này anh quớ đâu được cái dao cái kéo đâm cô kia chết. Tham dục, thỏa mãn tham dục, và khi có một cái gì đã bất như ý, dừng lại không được, nổi sân, nổi sân, rồi không được nữa. Trong sự không kiềm chế đoạt mạng của một con người. Chúng ta thấy cái tham nó dẫn đến cái sân, rồi cái sân nó làm cho mê muội, nó làm cho si mê đi, để rồi vào tù, vào khám. Thưa đại chúng, một là tham, hai là sân, và ba là gì? Ba là si. Ba là si. Si là một trong những nhân tố quan trọng để đưa con người đến lỗi lầm. Ngược lại với si là gì? Ngược lại với si là trí tuệ, phải không? Si là mê mờ, ngược lại với si là trí tuệ. Ai mà không có lòng tham, phải không?
Nhưng mà nhờ có trí tuệ nó soi sáng, cho nên tham khởi lên biết dừng. Và nếu như có những cái sân trỗi lên thì cũng biết dừng, bởi vì nhờ cái ánh sáng trí tuệ nó soi chiếu. Nhưng cho nên giới hạn được cái lỗi lầm, tham khởi lên có trí tuệ soi chiếu, sân khởi lên có trí tuệ soi chiếu, biết dừng nên không phạm vào lỗi lầm. Nhưng cái trí tuệ đó, nếu như là tuệ giác của công phu tu tập, thì đó là chất liệu của giáo pháp. Còn cái trí tuệ, cái kiến thức, cái hiểu biết của thế gian, ít nhiều nó cũng giới hạn được những lỗi lầm. Nhưng mà trong tận, trong tâm thức của chúng ta thì gốc rễ của lỗi lầm, của tội lỗi vẫn có. Và do đó muốn diệt trừ tham, muốn diệt trừ sân và muốn diệt trừ si, chúng ta phải tu như thế nào? Dùng cái từ diệt để nghe cho nó mất đi cái bóng dáng của tam độc, nhưng thực ra không có diệt mà chuyển hóa tham sân si. Chuyển hóa. Người Phật tử học Phật để chuyển hóa được tham sân si, chúng ta cần phải tu pháp gì quý vị? Thứ nhất là tu tập tâm, tâm từ. Thứ hai là tâm, tâm bi. Thứ ba là tâm, tâm hỷ. Tâm thứ tư chắc chắn ai cũng thuộc, tâm gì? Tâm xả. Thế thì tâm từ là tâm gì? Từ ở đây á, được hiểu là đem cái niềm vui đến cho mọi người, mở lòng yêu thương đến với tất cả mọi người. Cái tình thương này đó là nó không phải là một cái tình thương bó hẹp trong một cái phạm trù, trong một góc độ nào đó, mà đây là một cái tình thương không có điều kiện, tình thương không có yêu cầu sự đáp trả. Ngay khi cái tình thương mà mình dành cho cha mình, cho mẹ mình, cho ông bà, cho anh chị em mình, rõ ràng con người là phải có hiếu, có nghĩa, có kính, có trung. Nhưng bởi vì tiên tổ ông bà cha mẹ sinh ra mình, thành thử mình phải thương, mình phải quý. Người kia quý mình cho nên mình phải quý lại. Tất cả đều có một cái mối quan hệ tương tác hết. Và giữa con người với con người, tôi thương anh với điều kiện là gì? Anh phải thương tôi, có điều kiện hết. Những cái tình thương đó, chúng ta phải hiểu đó không phải là cái từ đâu. Đó không phải là cái từ mà Đức Phật dạy. Mà cái tâm từ Đức Phật dạy là thương tất cả với đồng ngọ loại, là con người. Và dưới con người là chim muông thú rừng, dưới chim muông thú rừng là cỏ cây hoa lá, nói chung là vạn loài vạn vật, tất cả đều thể hiện cái tình thương với nhau. Phải mở rộng cái tâm từ của mình để ôm lấy vạn loài. Và nếu hiểu cho kỹ thì mình thấy mình thương cọng cỏ để làm gì? Mình thương hòn sỏi để làm gì? Mình thương con ong con bướm để làm gì? Thương mà phải phương thật lòng á nghe, phải thương cho trọn vẹn trái tim của mình đó nghe. Bởi vì ta thấy rằng giữa mình với cọng cỏ
nó có mối tương quan giữa mình với hoàng sỏi, nó có tương duyên giữa mình với chim muôn thú rừng, nó đều có tương quan hết. 10 người mà sống với một cái tâm lạc quan và sống với một cái tình thương như Đức Phật thương, chúng ta thấy đó hoa nó cũng biết cười, cọng cỏ nó cũng biết mừng vui, nó cũng biết phê phẩy, hoàng sỏi nó cũng có lệ sống, và tất cả đều là một lệ sống hòa quyện với nhau. Cho đến thương cây, thương cối, thương không khí, thương sự trong lành, thương tất cả môi trường. Quý vị cứ hình dung mình sống trong một cái nơi mà không cây, không cối, không hoa, không lá, không có gì hết, sống nổi không? Không sống nổi. Mình sống một cái nơi mà chỉ là môi trường bụi bặm, môi trường xấu xí, môi trường ô nhiễm, mình sống nổi không? Cũng không sống nổi. Cho nên đem cái tâm từ để mình rải với môi trường xung quanh, với vạn loài vạn vật xung quanh, thực ra cũng chính là sống cha mình. Sống cha mình. Người Phật tử phải học theo hạnh của Đức Phật, phải rải cái tâm từ đến với tất cả mọi loài, mọi vật. Chúng ta rải làm sao? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ba yếu tố còn lại, rồi sau đó sẽ học cái pháp môn rải tâm từ. Tâm thứ hai là tâm gì quý vị? Tâm bi. Nếu như từ là đem cái tình thương đến với vạn loài vạn vật, thì bi là cái gì? Bi là biết trắc ẩn, biết chia sẻ cái nỗi khổ của con người. Thấy một người không có ánh mắt để nhìn cuộc đời, thấy một người thiếu một cái tay để làm việc, thấy một người thiếu đi cái chân để bước đi, thấy một cụ già lụm khụm chống cái gậy, mắt không còn rõ nữa, mình khởi cái tâm mình chia sẻ, mình khởi cái tâm đồng cảm, cái đó gọi là tâm bi. Tâm bi. Cái sự vất vả của người kia, cái nỗi khổ của người kia, cái thiếu thốn của người kia, cũng chính là vất vả, cũng chính là thiếu thốn, cũng chính là khó khăn của mình. Đồng cảm như vậy để mình thấy cuộc đời này rất cần những tình thương để biết chia sẻ cho nhau. Sáng cho người niềm vui, chiều giúp người biết khổ. Chúng ta biết sống như vậy, chúng ta biết làm như vậy, chúng ta hạnh phúc lắm quý vị. Cuộc đời này biết bao nhiêu người sống rất vô cảm, sống rất thản nhiên trước những khổ đau của những người khác, sống bình chân như vậy trước những khó khăn của những người khác. Tại sao cái thủa nghèo khó, xã hội Việt Nam sống có tình, có nghĩa, có nhân, có ái, vậy mà kinh tế khá giả, vậy mà đời sống nâng cao, tự nhiên cái tình thương nó bị thu hẹp. Sớm làm cái hàng rào, phải nhích qua bên này một phân, nhích qua bên kia một phân, đừng có lấn đất nhà tôi, mà phải đo từng phân từng phân. Không biết tôi nói vậy có đúng hay không. Con mình mà nó bước qua nó chơi với con nhà ta, nó nhỏ nhỏ đi về, con ơi nó bận lắm, nó hôi lắm, thôi về nhà mình đi. Đó, nó có những cái cách biệt, bởi vì nghĩa tình nó bị thu hẹp đi rất nhiều. Thậm chí là có những cái lớn hơn như vậy nữa. Thấy một người, thấy một trẻ thơ mồ côi, thấy một đứa cháu mà bẩn thỉu, tại sao mình không có khởi cái thâm thương yêu? Tại sao mình không thấy được rằng giá như nó là con của mình, giá như nó là cháu của mình, nhưng mà chặn ngay đứa con của mình, đừng chơi với nó bận lắm, nó dơ lắm. Thế là xã hội bị cách biệt, tình người bị ngăn che.
Tâm thứ ba là tâm gì quý vị? Tâm hỷ. Hỷ là gì? Là gì? Hỷ đây được hiểu là hoan hỷ, là vui, là phấn khởi ở trong lòng. Như thế nào mới gọi là cái tâm hỷ đúng nghĩa? Như thế nào? Có phải là mở chuyện hài nghe lên từ sáng đến trưa, trưa đến chiều cho nó vui không? Đọc những câu chuyện mà chuyện cười, cứ đọc rồi ngồi cười với mình để cho nó vui không? Cái đó không phải là cái hỷ đích thực, không phải là cái niềm vui tự nội ở chúng ta. Mà hoan hỷ ở đây là thấy việc tốt, ta hoan hỷ. Thấy việc lành, ta hoan hỷ. Thấy người làm được điều gì đó, ta mừng, ta chúc tụng, và ta mong cho người kia có được cuộc sống tốt đẹp. Cái đó là cái hỷ. Hay nói một cách khác hơn là mỗi con người phải có tâm tùy hỷ. Cái tâm tùy hỷ thấy vậy nhưng mà khó tu lắm á. Khó tu lắm á. Mười hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Hạnh nguyện thứ nhất là gì? Nhất giả lễ kính chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai. Tam giả quảng tu cúng dường. Tứ giả, ngũ giả đọc lớn lên. Ngũ giả là cái gì? Tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức là một hạnh tu nghe quý vị. Tùy hỷ công đức là một hạnh tu. Tức là mình làm một việc thiện lành gì đó, tức là mình có công đức. Thứ hai là khuyến khích người khác làm việc thiện. Sao? Mình có công đức. Thấy người khác làm việc thiện mà mình làm không được, nhưng mình hoan nghênh, mình ủng hộ, mình có công đức không? Mình cũng có công đức luôn. Cái tâm tùy hỷ. Rồi bây giờ thấy người khác có nhà, có cửa, có xe cộ, mình mừng cho người ta có được cuộc sống khá giả, mừng cho người ta có được cuộc sống tốt đẹp. Cái này cũng là tâm tùy hỷ. Chúng ta tự chiêm nghiệm lại coi thì mình có tập được cái tâm đó hay không. Thấy người ta đang xây cái nhà, mình rảnh rảnh chạy khiêng mấy viên gạch bỏ vô để giúp người ta trong lúc người ta cần, mình có làm được không? Và mình nói 3, 4, 5 gì đó qua giúp cái xóm làng mình vài hôm được hay không? Cái tâm lý của mình á, khi mà thấy người kia được á, tâm tùy hỷ thì ít, nhưng mà tâm gì thì nhiều? Ghen tị, tật đố, khó chịu. Nhưng mà thôi, nói chuyện chiếc xe, nói cái chuyện nhà lầu, đó là những nói cái chuyện lớn quá, lớn quá. Những chuyện nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ thôi. Ta mặc cái áo đẹp, mình cũng bàn tán. Và bàn tán chập, đầu tiên thì khen, nhưng mà khen chập cũng có tiếng ra tiếng vào. Ta mang đôi dép đi, mình dòm xuống cũng bàn tán. Người ta làm cái tóc người ta cũng bàn tán. Cầm cái túi xách cũng bàn tán. Mà bàn tán chập thì sao? Không có tùy hỷ. Nó tùy tiện, nó tùy gì đâu, chứ không phải tùy hỷ nữa. Cho nên tâm tùy hỷ là cái tâm luôn luôn hoan hỷ ở trong mỗi chúng ta. Nó tích tụ ở trong tâm mình cái niềm vui, và do đó mình sống hoan hỷ với tất cả mọi người.
những cái buồn vui, những cái được mất, những cái chuyển biến của thế gian, ta đều khởi tâm hoan hỷ, ta khởi tâm tùy thuận. Sống như vậy rất lợi lạc, sống như vậy rất có ích. Cái tâm thứ tư là tâm gì quý vị? Tâm xả. Ngược lại với xả là cái gì? Là cái gì? Là cố chấp. Ngược vậy là tâm xả là tâm dính mắc. Chúng ta sống thực sự là mình bị dính mắc nhiều lắm. Con mắt nhìn cái gì đó, cái xấu dính theo cái xấu, mà cái tốt cũng bị dính theo cái tốt. Cái xấu thì sao? Chê. Cái tốt thì sao? Khen. Đấy, tự thể nó như vậy là như vậy. Ta hãy cứ nhìn nó như vậy, để rồi khen chê trỗi lên, để rồi phiền muộn trỗi lên. Lỗ tai ta nghe hay thì sao? Khen. Dở thì sao? Chê. Cái lỗ mũi của chúng ta ngửi, cái lưỡi của chúng ta nếm, hoặc là cốc nước, hoặc là miếng bánh, hoặc là một cái bát cơm, ngon thì sao? Khen. Dở thì sao? Chê. Rồi thân của chúng ta cũng vậy, sự xúc chạm của chúng ta cứng, mềm, khô, ướt, trơn, nhám. Cái gì nó làm cho mình thích thì sao? Khen. Cái gì mà nó làm cho mình khó chịu thì chê. Đấy, thế là phiền não khởi lên, thế là bực bội tức tối khởi lên. Chê mà chê trong lòng thì tự mình khổ, và chê ra ngoài miệng rủ người khác khổ luôn. Bởi vì chọc người ta tức, thế là cả hai khổ luôn.